Ok anh chị ơi, bây giờ thì chúng ta cùng qua giai đoạn 2. Mình đang đứng ở vị trí di động 1 và bên kia chính là giai đoạn 2 nha anh chị. Bên kia chính là nghĩa trang Đức Mẹ A. Bên này chính là nghĩa trang Đức Mẹ A nè anh chị nè. Rồi, cảm ơn anh chị đã xem kênh và xem video của kênh Sài Gòn Vlog nha. Đây là nghĩa trang Đức Mẹ A, nhưng mà bây giờ thì mình không vào trong được rồi. Các cái lối đi vào đều đã bị chặn hết rồi anh chị ạ. Các lối đi vào nghĩa trang thì bị chặn bởi những cái gian hàng này rồi. Nghĩa trang Thường Nông. Trong đây chính là nghĩa trang Thường Nông. Ở đây có một ở đây có quá trời mộ em bé luôn nè anh chị. Chắc là những ngôi mộ em bé này được đưa về từ các bệnh viện, được đưa về các bệnh viện nhi đó anh chị, và bệnh viện sản chứ. Đây là nghĩa trang Thường Nông và trước mặt chúng ta chính là ngôi nhà hoàng. Trước mặt chúng ta chính là ban quản lý nghĩa trang Bình Hương Hòa nha anh chị. Ok, đây là phần đất của nghĩa trang Thường Nông. Ranh giới cụ thể thì mình không biết được anh chị. Chị ước chừng đây là cái nhà hoàng của nghĩa trang Thường Nông. Khu vực này thuộc giai đoạn 2 của nghĩa trang Bình Hòa. Và chúng ta thấy rằng là được bóc đi cũng khá là nhiều rồi nha. Ok thì nhân tiện nay mình đứng trong bóng mát thì em xin đọc tờ giấy này coi coi. Nên có thông tin gì không ta? Thì giai đoạn 2 thì bóc đâu đó còn khoảng 4.200 ngôi mộ nha anh chị. 4.200 ngôi mộ. 16.000 đâu đó khoảng hơn 16.500 ngôi mộ. Nhưng mà từ năm 2008 đến nay thì còn đâu đó là 4.200 ngôi mộ sẽ được bóc tập trung trong giai đoạn tới. 4.200 ngôi mộ là không có thân nhân đăng ký đó. Trong đó có rất nhiều ngôi mộ có thân nhân đăng ký thì đang được bóc dần dần anh chị ạ. Đang được bóc dần dần nha. Ok, giờ thì chúng ta cùng đi tiếp nha. Trăm ngôi mộ là không có thân nhân tới nhận đó anh chị, là sẽ được bóc tập trung.
Đây là mùa nắng thôi, chứ mùa mưa thì anh chị nghĩ xem cây cối đang tốt cỡ nào anh chị. Mùa nắng mà những cây trứng cá đồ đây nó vẫn xanh anh chị ạ. Những cây mà do cháy là do bị đốt. Ok, đây là nghĩa trang Thượng Nông nha anh chị. Bây giờ mình cùng qua phần tiếp theo để đếm coi ra nghĩa trang gì nha. Bên cạnh Thường Nông chính là nghĩa trang gì đây? À, bên cạnh nghĩa trang Thường Nông, nghĩa trang nghĩa trang 85, nghĩa trang Mẹ Hiền. Trong đây có nghĩa trang là nghĩa trang. Ok, chúc mình vào khu này sau nha anh chị. Bây giờ mình đi vào lên cái khu này trước đi, cái khu là nghĩa trang Bắc Việt trước đi. Trong đây là khu nghĩa trang Mẹ Hiền, với là có cái cổng nó có ghi gì đó mà đứng xa quá anh đọc chưa được. Nghĩa trang khu 85, nghĩa trang Mẹ Hiền, và đây chính là khu nghĩa trang Bắc Việt. Trong đây chính là khu nghĩa trang Bắc Việt nè anh chị. Đây Bắc Việt thứ hai, có hai lối đi vô, một lối này và một lối trên đây. Bây giờ mình vào lối trên trước nha. Rồi ok, nghĩa trang Bắc Việt. Đây, nghĩa trang Bắc Việt. Đường Bình Long nè, nghĩa trang Bắc Việt. Cái cổng đi vô nè anh chị, nghĩa trang Bắc Việt có cái cổng đi vô là vẫn thuộc giai đoạn 2 nè. Và trên cái cổng chút xíu, trên cái cổng chút xíu là vẫn thuộc giai đoạn 2. Đây nè anh chị, đây nè, cái cổng đi vô này không? Cái cổng đi vô nè, mình đang đứng vị trí cổng nè. Đó. Sau này có cái hầm cho anh chị, sau này có cái hầm cho nè. Cái cổng đi vô và sau cổng là có cái khu chùa nè, đây. Và chúng ta cùng đi vào bên trong nha. Là khu này thuộc giai đoạn 2 nè anh chị. Đó, là khu này thuộc giai đoạn 2 nha. Ok, là khu này thuộc giai đoạn 2 cùng nghĩa trang Bình Hưng Hòa. À, như anh chị thấy nè, nó có cái cổng đi vào anh chị thấy không? Cổng đi vào, sau này là cái khu này nè anh chị, đây. Cái khu này chính là cái ô vuông này. Và sau cái ô vuông này là có hầm cho, cái hầm cho bên phía sau này anh chị, cái hầm cho phía sau này ha. À, cái đường đi vô đây. Cái ô vuông là cái nhà này. Và giai đoạn 2 là nó chạy xéo lên nè anh chị nè. Đó, giai đoạn 2 nó chạy xéo từ đây chạy thẳng về bên kia nha. Đây nè. Cái đường giai đoạn 2 nè anh chị, đó giai đoạn 2 nó chạy xéo thẳng về đây. Chạy thẳng ra sau ủy ban đó. Hôm trước hỏi cô chăm sóc mộ ở đây, cô nói giai đoạn 2 thuộc bên đây mà không đúng nha. Mình cầm bản đồ trên tay là chắc chắn luôn. Cái đường đi vào, cái khu nhà là khu này, cái hầm cho là phía sau này. Và con đường giai đoạn 2 là khu bên này nè anh chị. Có khi là bay hết khu này cũng nên, có khi nửa khu này cũng nên. Thế em nghĩ là giai đoạn 2 nó bay từ cái đoạn này. Đó, đâm thẳng, đâm xéo xuống kia. Đâm xéo xuống dưới kia nha.
ra sau Ủy ban nhân dân phường Bình Hòa A luôn. Đó là thuộc giai đoạn 2 nha anh chị. Ok, bây giờ mình quay trở lại nghĩa trang gì đây? Nghĩa trang Bắc Việt, nghĩa trang Vù Bầu, khu 85, nghĩa trang Vụ Điền, nghĩa trang Tâm Việt, nghĩa trang Sáu Liễu. Đó là thuộc giai đoạn 2 nha. Ok, như vậy là giai đoạn 2 chị, đây là cái đường đi vô nè, và nó xéo vậy, vậy là tức là giai đoạn 2 nó cắt từ cái đoạn này đâm thẳng ra sau nghĩa trang phường Bình Hòa A nha anh chị ơi. Đó chính là ranh giới của giai đoạn 2 đó. Ok, và giờ chúng ta cùng đi tiếp nha. Đây nè, cái đoạn này thì khó cử lại rồi. Cái đoạn này khó rồi. Đây là cái nhà giống như cái nhà dưỡng lão của chùa. À, của chùa bên này nè anh chị, giống như cái nhà dưỡng lão vậy của ngôi chùa bên này nha. Thì em chưa vào bên trong, nhưng mà em hỏi những người lớn xung quanh thì họ nói như vậy đó anh chị, là những cô lớn tuổi cô sẽ ở bên đây. Ok, đây là nghĩa trang Bắc Hải. Đây nè anh chị, ra sau đây là có cái hầm cho nè anh chị. Đó, cái hầm cho. Đây. Đây nè. Hầm cho nè anh chị. Đây, mình đang đứng ở vị trí hầm cho đây. Đây, cái hầm cho nè. Hầm cho, nó trước mặt chúng ta chính là hầm cho, hầm chôn cho rác thải y tế đó anh chị, đó trước đó ha. Đó, đây là thuộc giai đoạn 2 nha. Đó, giai đoạn 2 là bên đây, cái chỗ này chúng ta đứng cho chạy ngược về đây là thuộc giai đoạn 2 luôn nha. Giai đoạn 2 thì bốc khá là nhiều anh chị. Đó, toàn bộ khu đất này thuộc giai đoạn 2. Ở đây có rất nhiều cây cối, sau này nó là một cái mảnh đất màu mỡ. Đối với những anh em họ chuyên chặt cây, lấy cây đi bán thì khu đất này rất là màu mỡ với họ. Vì ở đây có rất nhiều cây. Mà còn lâu lắm họ mới lấy được những cây này. Đây là khu nghĩa trang Bắc Việt nha anh chị ơi. Đây là nghĩa trang Hội Hữu Bàng,
tương tế, hội vụ vàng tương tế, rất là nhiều rác anh chị nè. À chú này bẫy chim, bẫy chim mà chú. Ok, hội vụ vàng tương tế mình coi coi. Bánh gì nè, nghĩa trang vụ vàng tương tế nè anh chị. Đây, đường Bình Long đi vô. Đường Bình Long đi vô, đây là nghĩa trang vụ vàng tương tế nè. Mình đang ở cái đoạn cua này đây, mình đang ở cái đoạn cua này. Ủa giờ bên này vẫn là khu 85 anh chị. Bên này vẫn là khu 85 nha. Bên này chính là khu mộ 85. Và bên cái hộp hầm cho cốt kim mới là nghĩa trang Bắc Việt. Cái này là khu 85. Và bên này là khu vụ vàng tương tế. Vụ vàng tương tế nha. Đây, bây giờ thì đâu đó tầm khoảng gần 12 giờ kém 10, 12 giờ kém 15 nữa anh chị. Mình tranh thủ mình đi. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng chắc đâu đó 15 phút nữa hết pin rồi. Những ngày này thì họ còn bốc lai rai thôi. Và có nhiều anh chị nói rằng khi bốc mộ đi đó, cái áo quan có bốc theo hay không? Thì theo em thấy rằng cái áo quan họ cũng có bốc đi theo luôn anh chị nha. Đối với những cái còn áo quan thì họ lấy theo, còn những mục rồi thôi, mục rồi thì họ bỏ áo. Ở trong đây có người vô coi ha, coi. Cái mồ này bóc rất là nhanh anh chị, đập lớp, đập cái lớp gạch phía trên là bóc được rồi, bóc khá là nhanh nha. Một mình bên đây à? Ủa? Nếu bên ông kia bên kia hả? À, ông này ngồi đây luôn rồi nè. Bánh ăn được không? Bánh này nó không sao nha, bạn ăn tốt nha. Ôi cảm ơn. Đây 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 này, đây cái đây này. Ừ, xanh đặc sản quê em ạ. Trời lấy đây. Hải Dương á. Cái này cho bà cô. Có nước uống chưa? Có luôn. Hả? Đồ còn miếng nước đâu lạnh đâu ta. Uống tạm nước lạnh đi, uống nước lạnh vô đi. Đến chiều ngồi đâu? Chiều nay ngồi đâu? Chiều nay ngồi ở đâu? Chiều nay ngồi ở đâu? Chiều nay à? Em ở cái cống đó. À rồi rồi, có gì ghế thì có gì đưa. Ủa có một chai nước uống sao đủ? Không biết hai bạn này có chích xì ke không nữa chứ. Thấy ngồi ngồi đó rồi. Nói chung trong khu này thì ai cũng nói hai bạn là chích cả. Nhưng mình chưa thấy tận mắt, mình không dám nói. Nhưng mà thật sự người ta làm ngàn trăm mấy anh chị. Trăm mấy, hai trăm mà tiền đâu hết. Chỉ có chích thôi chứ làm sao bây giờ. Chỉ có chích thì mới hết tiền thôi.
Và nãy mình vô mình thấy hai ông này đang tụm lại làm cái gì đó, chắc có lẽ là mới chích xong thì phải. Không chích thì chỉ có hút thôi, hút thuốc. Mà mình mới thấy là cầm gói thuốc đó mà có biết chích hay không. Thật sự mình không trách họ được, trách là cái môi trường sống của họ trước đây nó có nhiều thói hư tật xấu quá, cho nên là bây giờ họ mới đi vào con đường này. Và khu nghĩa trang này có rất nhiều người như vậy, có người hai người, có hai đứa con rồi, và một ngày thì kiếm có mấy trăm ngàn về, ngày nào cũng hết sạch trơn luôn. Cái hầm cho trước mặt chúng ta, cái này là thuộc giai đoạn 2 luôn anh chị nha. Đó, khi nãy mình đứng trong ngôi chùa anh chị, là nó chạy xéo rồi đó, nó chạy xéo từ đây chạy về đây, nó chạy xéo từ đây trượt về đây, đây đó, nó chạy xéo về khu đó. Thôi bây giờ mình băng qua giai đoạn này để có thể về giai đoạn 2 nha, băng khu này luôn nha. Khu này nó nhỏ lắm chị, nó nhỏ, nó nguy hiểm, lỡ mình đi mà nó có xì ke thì cũng ớn lắm. Thôi mình đứng đây thôi anh chị ơi, bởi vì khu này xì ke em gặp cũng nhiều lắm rồi. Xì ke mà dàn xì ke vô kiếm tiền rồi đi thôi á cũng có, mà xì ke nó nằm lại đây ở đây thì cũng có. Giống hai bạn kia có, rất có thể là hai bạn nó chích. Ok, mình đứng đây thôi anh chị, rồi mình ra anh chị, chứ vào nữa thì em sợ. Khu này là nó nhỏ xíu à, đường xá nhỏ xíu xíu à, bởi vì nó không có đường đi mà mình phải lách qua những ngôi mộ đó anh chị. Làm ngày mấy trăm ngàn đó chị, ngàn trăm mấy, hai trăm ngàn mà một chai nước không có để uống. Một chai nước không có để uống đó chị. Cũng là gì dính vào xì ke ma túy cả. Nhưng mà thấy cũng mừng cho cái ông, cho một trong hai người đó thì mới mua được cái điện thoại chiều mấy đó. Cũng có được cái điện thoại rồi. Ok, toàn bộ khu này thuộc giai đoạn 2 nha anh chị ơi. Đây, toàn bộ khu này thuộc giai đoạn 2. Bốc đi cũng khá là nhiều rồi anh chị. Nói chung là trong giai đoạn 2 còn 11,5 hectare đi ha, còn là 4.200 ngôi mộ. Con đường này nó rộng lớn và thoáng, mình quan sát được. Chứ còn nếu đi vào con đường nhỏ khi nãy thì mình quan sát không có được anh chị. Nó chặn lại, nó xin tiền, họ có làm gì đó mình cũng giật cả mình. Cho nên thôi đi con đường rộng này đi ha. Đó, khu này thuộc giai đoạn 2, con đường Tăng Kỳ Tăng Quý anh chị ạ. Chú này chú làm gì ta? Chưa hai chân cá hả? À, bảy chim, chú bảy chim. À, trước mặt chúng ta là một ngôi mộ rất là kiên cố. Và ngôi mộ này có giá đền bù rất là cao, là cao nhất là 23 triệu thôi. Mức đền bù cao nhất của giai đoạn 2 ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa hiện nay.
khu này thuộc giai đoạn 2 nha anh chị ơi. Đó, à, cái ranh giới giai đoạn 2 có thể nằm ở đoạn này nè anh chị. Bởi vì đây nó có thể nằm vào giai đoạn này, chạy ra phía sau lưng mình thuộc giai đoạn 2 nha. Rồi mình qua phía khu này là thuộc giai đoạn 3 của nghĩa trang rồi. Ok, bây giờ chúng ta Đình Thần Bình Khánh, chưa bao giờ em vào đây cả. Đình Thần Bình Khánh, cái này giống như cái nhà của người ta chẳng chị, giống như cái nhà. Giai đoạn 2 thì phía sau này cũng có một khu nữa nha anh chị, mà pin của em có giới hạn thôi. Đây anh chị nè, giai đoạn 2 bắt đầu từ cái đoạn này. Đây giai đoạn 2 nè anh chị, bắt đầu từ đoạn này anh chị, đâm thẳng ra. Đó, đâm thẳng qua bên kia. Đây, những phần mộ thuộc giai đoạn 2. Để mình hỏi cùng